Xin chào các bạn trở lại với Siêu Âm Công Nghệ. Clip ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách chúng ta đăng ký chạy xe của VinFast, xe điện VinFast đó nha. Thì tôi cũng đang vừa ngồi tham khảo ở trên màn hình máy vi tính về cái nội dung và cũng đọc đó và chia sẻ các bạn biết nha. Thì có một số vấn đề tôi tin chắc rằng với kinh nghiệm chạy Siêu Âm của tôi mấy năm về trước thì tôi có thể giải thích cho các bạn được rõ hơn. Đôi khi có những cái từ ngữ nó thuộc về dạng chuyên môn của hồ sơ giấy tờ, các bạn đọc các bạn không hiểu và các bạn lại thắc mắc lại hỏi. Rồi, thì tôi sẽ đi theo từng một nội dung như cái tiêu đề mà tôi nói là đăng ký chạy xe xanh SM ở đâu. Thì các bạn có hai hình thức đăng ký. Hình thức thứ nhất là các bạn sẽ đăng ký online và hình thức tiếp theo là bạn đăng ký offline nha. Nếu đăng ký online thì các bạn sẽ truy cập vào cái đường link mà cái đường link đó tôi để phía bên dưới, các bạn truy cập vào thì các bạn sẽ ra được một cái form đăng ký. Cái form đó thì nó sẽ như hình phía này đây nha. Ở cái phần mà nhập họ và tên thì các bạn nhập tên của các bạn theo tiếng Việt đầy đủ nha, mình là người Việt nhập theo cách Việt không nhập theo cách nước nào hết. Rồi số điện thoại thì các bạn bỏ cái số 0 đi, và số điện thoại thì nên là chính chủ nha các bạn, tại vì nó sẽ liên quan đến cái việc mà tiền money gì đó tùm lum chuyện trơn đó. Rồi tiếp theo các bạn sẽ lựa chọn cái khu vực mà mình chạy. Hiện tại thì ở xanh SM là có ở Hà Nội, rồi có ở thành phố Hồ Chí Minh, có ở Đà Nẵng, có một số nơi tôi biết như vậy nha. Các bạn click vào có nơi trong nào các bạn sẽ chọn phù hợp với các bạn chạy nha. Rồi cái lựa chọn hình thức nộp hồ sơ ở đây á, thì theo cái lời khuyên của công ty CSM, các bạn sẽ chọn cái tích vô là nộp hồ sơ online, nộp hồ sơ offline để người ta ưu tiên đặt hẹn các bạn đến tận nơi nộp hồ sơ. Và nếu như các bạn nộp hồ sơ ở Hồ Chí Minh thì các bạn phải là người ở thành phố Hồ Chí Minh nha, không phải người Hồ Chí Minh mà các bạn phải cư trú ở thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải là muốn chạy xe ở thành phố Hồ Chí Minh mà giờ đang ở Cần Thơ rồi nộp, không lẽ từ Cần Thơ chạy thành phố Hồ Chí Minh cả ngày trời khi nộp cái hồ sơ như vậy đúng không? Rồi các bạn sẽ viết vào đây cái mức thu nhập mong muốn các bạn, có nghĩa là nó sẽ xác định rằng các bạn cần chạy được bao nhiêu tiền trong một tháng để nó tính toán cân đối và phát cứu cho các bạn. Ví dụ như các bạn là sinh viên thì các bạn cần đâu đó khoảng 3 đến 4 triệu một tháng là cái mức thu nhập khá là ok rồi, đúng không? Còn nhưng nếu là các bạn là người chạy full thời gian luôn thì đâu đó các bạn phải cần tới 10 tới 15 triệu một tháng thì mới đủ chi tiêu cho cuộc sống của bạn tại thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh cũng như là Cần Thơ, được chưa? Nói chung khúc này thì các bạn cân nhắc thời gian các bạn sẽ dành cho nó bao nhiêu để nó phát cứu cho các bạn, chứ là nó tìm hiểu về nhu cầu của các bạn đó. Rồi tiếp theo là ở cái phần mà thời gian online đối tác sẵn sàng hoạt động xe em, có nghĩa là một ngày các bạn sẽ bỏ ra được khoảng bao nhiêu thời gian, 4 tiếng, 8 tiếng hay 10 tiếng. Các bạn cố gắng đừng trên 10 tiếng nha. Nói chung là trên 10 tiếng thì có vẻ hơi mệt con người mình quá, tôi nghĩ đâu đó các bạn từ 8 tới 10 tiếng là tốt rồi. Vậy nha các bạn. Rồi tiếp tới cái câu hỏi nè, đối tác có đang tham gia ứng dụng gọi xe nào không? Có nghĩa là nếu các bạn đang tham gia ở các cái công ty khác, ví dụ như là Grab, ví dụ là Gojek hay Bi gì đó, thì nó sẽ từ chối thẳng thừng các bạn. Và tôi cũng nói thiệt luôn là nếu các bạn đăng ký một công ty rồi, các bạn cứ chạy giùm tôi cho ngon lành đi, đừng có mà đổi tới tại tôi lung tung nha. Rồi còn vì sao thì những clip sau tôi sẽ nói các bạn rõ. Rồi số 5, kinh nghiệm tác trong tài xế công nghệ. Thì các bạn cứ nói là các bạn có 1 năm hoặc 2 năm thôi, đừng nói nhiều nha. Có thể các bạn chưa biết gì, các bạn cứ để là con số 0. Còn nếu các bạn là tài cũ đổi qua xe em thì bạn nói là 1 hoặc 2 năm thôi nha. Đây là tôi chia sẻ thiệt tình. Còn khúc mã giới thiệu, mã giới thiệu chẳng qua là một cái mã giới thiệu của một tài xế nào đó, nghĩa là cái ID tài xế trong cái công ty này. Các bạn nhập vô thì khi các bạn đăng ký thành công chạy trên cuốc xe có tiền, người đó được 20.000 gì đó, chỉ vậy thôi. Nếu có nhập vô không có thôi nha các bạn, cái này không quan trọng lắm, được chưa? Sau khi hoàn tất rồi các bạn bấm vô cái nút màu vàng, cái nút mà để chữ đăng ký làm tài xế. Rồi thì các bạn sẽ cần chuẩn bị một số giấy tờ, là chúng ta sẽ qua đến cái mục thứ hai đó, chuẩn bị giấy tờ gì đó. Thì giấy tờ chắc ăn là các bạn phải có 5 cái loại giấy tờ sau đây. Giấy tờ gì? Cái đầu tiên mà tôi khuyên các bạn đi làm trước nhất luôn, trước khi mà bấm nút đăng ký luôn, đó chính là cái lý lịch tư pháp. Còn cái cách làm lý lịch tư pháp như thế nào á, thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn trong một cái đường link. Đường link thứ hai tôi để ở phim dưới phần mô tả luôn. Và ở đây công ty Xanh SM nha, các bạn cần làm lý lịch tư pháp tờ số 2. Tôi nhắc lại là lý lịch tư pháp tờ số 2. Những công ty khác là lý lịch tư pháp tờ số 1 nha. Phân biệt rõ ràng để không hơi làm sai, nó không nhận tốn tiền làm lại nha. Lý lịch tư pháp tờ số 2 khi các bạn chạy xe cho Xanh SM. Rồi
Tiếp theo, giấy tờ gì các bạn cần có? Cái giấy tờ các bạn có tiếp theo chính là cái căn cước công dân của các bạn, được chưa? Rồi còn hạn sử dụng, giấy phép lấy xe của các bạn, A1 hoặc A2 cái nào cũng được nha, tại vì chạy xe điện đây là cần giấy phép lấy xe, xe trên 4 kW lận nha các bạn. Rồi tiếp theo gì nữa? Cái chuyện mà bảo hiểm của chiếc xe thì ở bên công ty khi giao xe các bạn, người ta sẽ đưa các bạn luôn, các bạn không cần phải chuẩn bị phần này. Rồi tiếp theo là có gì? Cái giấy xe hoặc là giấy thế chấp của xe, mà chắc chắn là họ không đưa giấy xe chính cho các bạn đâu, có thể đưa giấy thế chấp hoặc là đưa giấy hợp tác các bạn cầm theo để cảnh sát giao thông có hỏi gì đưa. Do đó các bạn chỉ cần chuẩn bị nè, lý lịch tư pháp nè, giấy phép lái xe A1, A2 nè, căn cước công dân nè. Rồi các bạn cần 3 món thôi, còn 2 món giấy tờ là bảo hiểm với lại cái cặp vẹt xe thì bên công ty họ sẽ lo cho các bạn. Đó là 5 loại giấy tờ mà các bạn cần phải có. Ngoài ra các bạn cần có cái gì? Các bạn cần phải có được một cái điện thoại, nói chung là cũng mạnh mạnh chút xíu nha, pin cũng trâu trâu xíu, camera trước sau xài được. Camera trước để làm gì? Để nhận diện khuôn mặt. Camera sau làm gì? Để chụp hình hàng, chụp hình này kia, xác nhận các kiểu đó các bạn. Rồi Android hoặc iOS cái nào cũng được, tôi không có quảng cáo điện thoại, tôi cũng không nói rõ là công ty điện thoại nào luôn, được chưa? Đó là về phần giấy tờ. Rồi khi mà các bạn đi tham gia phỏng vấn á, mà liên hệ với bạn qua điện thoại tham gia phỏng vấn á, thì nhớ các bạn đi nè, chúng ta sẽ mặc gì? Mặc quần tây, áo sơ mi, nếu được hãy mang giày cho lịch sự nha. Tránh tiền tạng mặc áo thun ba lỗ, mặc áo thun bóng rổ, hoặc là mặc cái áo quần ngắn quần lửng ha, mặc quần lửng Hàn Quốc tới đầu gối á, rồi đi dép tổ ong với trong nhà vô, ăn mặc sao lịch sự để chứng tỏ rằng mình là một cái người mà có hiểu biết về văn hóa lịch sự giao tiếp nha các bạn. Đó còn về các cái chỗ mà phỏng vấn thì tôi chia sẻ các bạn như sau. Ví dụ như ở Hà Nội thì các bạn sẽ được đi đến cái gì, tầng B1 tòa nhà R3 Royal City, số 72 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, thì đó là Hà Nội nha. Rồi thời gian làm việc là từ thứ hai thứ bảy, từ 8 giờ cho tới 17 giờ 30, từ 2 tới 7 người ta không nghỉ trưa, các bạn cứ thoải mái vô, ta thay ca ta làm liên tục nha. Đó còn khu vực thành phố Hồ Chí Minh, khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn đăng ký đâu? Tầng số 2 tòa nhà Vincom Quang Trung, số 190 đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Có nghĩa là đâu đó nó nằm ở Vincom Quang Trung Gò Vấp nha. Đoạn này thì qua khỏi Nguyễn Nhân Nghi rồi, chạy từ chợ Gò Vấp chạy ngược lên ha, hình như là gần cốt mắt thì phải, tôi nhớ vậy. Đó, thời gian làm việc cũng là từ 2 tới 7, từ 8 giờ 30 tới 5 giờ 30 chiều, không nghỉ trưa luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo Đà Nẵng nè. Đà Nẵng các bạn sẽ ghé số 23 đường Trường Sa, phường Hòa Hải, rồi quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Thời gian cũng như vậy luôn, 8 rưỡi tới 5 rưỡi chiều, từ 2 tới 7 không nghỉ trưa. Rồi ở Bình Dương làm sao? Ở Bình Dương chúng ta sẽ ghé ICD Tân Cảng Sóng Thần, số 20 DT743, là số 20 đường tỉnh 743, rồi Thuận An, Bình Dương. Thời gian làm việc cũng như trên, không nghỉ trưa. Ở Đồng Nai làm sao? Ở Đồng Nai thì chúng ta sẽ ghé số 47 đường Điểu Xiển, khu phố 5B, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, được chưa các bạn? Rồi thời gian y như vậy nha. Đó là những cái nơi mà có Sanet em. Hiện tại thì Cần Thơ tôi không thấy nè, tôi lỡ nói có Cần Thơ nha, các bạn thông cảm chỗ này. Tôi nhớ là có Cần Thơ nhưng mà tôi bị nhớ nhầm nha. Rồi cái yêu cầu đối với các bạn mà làm tài xế Sanet em, những yêu cầu như sau. Về cái độ tuổi, các bạn cần tuổi nhiêu? 18 tới 55, được chưa? Ưu tiên các cái bạn mà đã từng hoạt động ở các ứng dụng công nghệ khác, nghĩa là tài mới cũng được không sao nha. Tài mới vô cũng ok, nhưng mà nếu các bạn đã là tài cũ thì ta sẽ ưu tiên hơn. Tài cũ đã nghỉ, các bạn khi các bạn khai phỏng vấn các bạn nhớ là tôi nghỉ một thời gian nha, chứ các bạn đừng có thông báo rằng là tôi bị đuổi bên kia nha. Tại vì có trường hợp thực sự là bị đuổi ở mấy cái chi kia chạy qua Sanet em, được chưa các bạn? Rồi nếu mà họ hỏi các bạn cái số sao ngày xưa thì các bạn có thể đưa ra cái hình ảnh mà lúc trước mình chụp màn hình nó được 4.9 sao trở lên là sẽ được ưu tiên rất là nhiều. Rồi đó, tiếp theo trong cái giai đoạn thử nghiệm, chạy thử nghiệm á, thì họ sẵn sàng chấp nhận cái giấy lý lịch tư pháp tờ số 2 mà cái giấy hẹn của bưu điện hoặc là giấy hẹn của sở tư pháp nha. Rồi còn cái link mà làm lý lịch tư pháp thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn, là cái link mà chia sẻ làm lý lịch tư pháp tờ số 1 nhưng mà tờ 2 cũng y chang vậy luôn. Thực ra lúc mà anh yêu cầu mà làm lý lịch tư pháp á, mình sẽ nói là tôi làm tờ số 2, làm ghi mình tờ số 2 à, như vậy thôi, không có gì đâu. Tiếp theo nè, các bạn cần phải có gì? Các bạn cần phải có cái tài khoản ngân hàng thông thường, một số ngân hàng thông thường, ví dụ như là ngân hàng Vietinbank nè, ngân hàng Vietcombank nè, ngân hàng Agribank nè. Và một cái điều tôi khuyên nữa là các bạn nên có cái sim chính chủ,
như lần đầu tôi nói rồi, và một cái ví điện tử. Có thể các bạn xài ví của Momo chẳng hạn, nếu ở thành phố, thành thị này nọ thì Momo rất là phổ biến nha. Nên có một cái, và cái ví Momo này liên kết luôn được khoản hàng các bạn. Tôi thì đang xài Vietcombank liên kết với Momo, rất là ok nha. Rồi nói về cái quyền lợi, tài xế sẽ được gì? Tài xế sẽ được cho mượn một chiếc xe xanh SM nha. Có thể là Felix S hoặc là Evo 200. Thì sẽ được đào tạo về cái nghiệp vụ sử dụng chiếc xe, cũng như là sử dụng app, cũng như là sử dụng trạm sạc của VinFast, được chưa? Rồi, cái chuyện miễn phí đồng phục thì có lẽ giờ không còn nữa đâu. Ngày xưa mới vô thì có nha, bây giờ thì tốn số tiền đó. Tiền cọc xe quan trọng nè. Đưa mượn xe các bạn, không phải đưa xe các bạn là không đâu, các bạn phải đóng tiền cọc nha. Thì tiền cọc xe tổng cộng là 4 triệu. Trong vòng 2 tháng đầu tiên các bạn sẽ đặt cọc 2 triệu, được chưa? Rồi, 2 tháng tiếp theo các bạn đặt cọc mỗi tháng 1 triệu, hoặc là cọc một lần luôn 2 triệu luôn, được chưa các bạn? Đó, nói chung tổng cộng vòng 4 tháng các bạn phải có 4 triệu nộp về công ty để đặt cọc cái chiếc xe. Nói chung chiếc xe mấy chục triệu mình ta đưa các bạn như đó là cũng ngon lành rồi đó. Rồi, nhớ photo căn cước công dân và cái bằng lái xe để đưa cho người ta. Rồi còn hồ sơ lên văn phòng của xe em thì không tốn tiền nha. Ai lấy tiền thì gọi lên tổng đài báo kiện các bạn. Đó. Rồi, cái áo khoác xanh SM thì hiện tại là công ty bán cho các bạn với giá đâu 120 ngàn. Nếu các bạn có một cái các bạn mặc rồi các bạn giặt rồi bữa sau nó mưa rồi lấy diện mặt nữa, đúng không? Nhưng mà tôi khuyên các bạn nên mua thêm cái đi, có 120 ngàn thôi. Nón thì chắc cũng 70 ngàn những cái, mua cho mình cái khách cái ha. Chung thì ngày xưa thì phát miễn phí, còn giờ thì có lẽ tốn mớ tiền đó. Rồi, đó là một số cái câu chuyện mà tôi kể các bạn nghe về cái việc mình đăng ký chạy xanh SM. Rồi các bạn nhớ là phải tuân thủ luật giao thông nha. Rồi clip đến đây thì cũng kết thúc, tôi đã nói hầu hết tất cả những thứ rồi. Tôi hy vọng là các bạn đăng ký thành công, và cũng như các bạn sẽ có được những cái cuốc xe nhiều tiền và chạy xe rất là êm ái, không gặp bất cứ trục trặc gì. Nếu thấy kênh này tôi chia sẻ các bạn những điều về sơm công nghệ các bạn cảm thấy hay, phù hợp với mình, thì các bạn có thể cho tôi một subscribe hoặc là bấm nút like để ủng hộ tinh thần của tôi. Tôi sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm mà tôi biết, cũng như là những thứ mà tôi tìm hiểu, tôi chia sẻ về cho các bạn cùng biết với tôi. Rồi, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại ở nội dung lần sau nha. Bye bye.